chẳng phải không tạo không hành có thật trụ, cho nên có thể cho rằng Lương Thế Tục mà nói tất cả pháp đều có nghĩa vô trụ. Này Thiện Dũng Mãnh, chúng đại Bồ Tát như vậy chỉ dựa vào tất cả pháp vô trụ làm phương tiện để tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Thiện Dũng Mãnh, nếu các Bồ Tát hành như vậy thì mau viên mãn pháp trí nhất thiết, gần quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, mau an tọa tòa Bồ Đề vi diệu, mau chứng đắc trí nhất thiết trí, mau viên mãn trí kiến của ba đời, mau viên mãn diệu trí, biết rõ tâm hành sai khác của tất cả hữu tình. Này Thiện Dũng Mãnh, nếu các chúng đại Bồ Tát muốn làm lợi ích cho các tất cả hữu tình, muốn lấy tài của để bố thí cho tất cả hữu tình được đầy đủ, muốn dùng pháp bố thí cho tất cả hữu tình để họ mãn nguyện, muốn phá vỡ vỏ trứng vô minh cho tất cả hữu tình, muốn trao đại trí, Phật trí cho tất cả hữu tình, muốn thương xót khắp tất cả hữu tình, muốn làm lợi ích an lạc cho khắp tất cả hữu tình, muốn giúp tất cả hữu tình đầy đủ tài thí và pháp thí, muốn giúp cho tất cả hữu tình đầy đủ giới thanh tịnh, muốn giúp cho tất cả hữu tình đầy đủ an nhẫn hòa nhã, muốn giúp cho tất cả hữu tình đầy đủ sự tinh tấn dõng mãnh, muốn giúp cho tất cả hữu tình đầy đủ tịnh lự trong sáng, muốn giúp cho tất cả hữu tình đầy đủ trí tuệ vi diệu, muốn giúp cho tất cả hữu tình đầy đủ giải thoát cứu cánh, muốn giúp cho tất cả hữu tình đầy đủ trí kiến giải thoát, muốn giúp cho tất cả hữu tình đều sanh vào các cõi lành, muốn giúp tất cả hữu tình đầy đủ minh và giải thoát, muốn giúp cho tất cả hữu tình đầy đủ niết bàn rốt ráo, muốn giúp cho tất cả hữu tình đầy đủ diệu pháp của chư Phật, muốn giúp tất cả hữu tình đầy đủ sự viên mãn các công đức, muốn chuyển pháp luân vô thượng vi diệu mà tất cả thế gian sa môn phạm trí, trời ma ngoại đạo đều không thể chuyển pháp luân như vậy, muốn giảng nói diệu pháp ở thế gian, muốn như thật thọ ký địa vị chư Phật, muốn như thật thọ ký địa vị Bồ Tát, muốn như thật thọ ký địa vị Độc Giác, muốn như thật thọ ký địa vị Thanh Văn, và muốn biết bản nguyện căn lành của các loài hữu tình. Thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, hãy dõng mãnh tinh tấn, đừng bao giờ để gián đoạn, và hãy nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa mà tinh tấn siêng năng tu học để không bị tham luyến. Này Thiện Dũng Mãnh, ta hoàn toàn không thấy các pháp khác có thể làm cho Bồ Tát mau viên mãn sự cầu diệu pháp vô thượng của chư Phật. Giống như Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đã nói ở đây, nếu các Bồ Tát an trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy và tinh tấn siêng năng tu học không bao giờ tạm bỏ, thì sẽ mau viên mãn pháp trí nhất thiết. Này Thiện Dũng Mãnh, nếu các Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đến rốt ráo, thì các Bồ Tát ấy gần đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề chắc chắn không nghi ngờ gì nữa. Này Thiện Dũng Mãnh, nếu thiện nam tín nữ vân vân nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa này mà hoan hỷ tín thọ, thật tâm trí thành, thì ta nói những người này có thể đạt đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, vì thiện căn của họ rất thù thắng, mau đạt đến cứu cánh, và nhờ giữ gìn căn lành mà các thiện nam tín nữ vân vân ấy nhất định tích tập được tư lương của đại tuệ. Này Thiện Dũng Mãnh, nếu các Bồ Tát nắm giữ phương tiện thiện xảo Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, tương ưng với giáo pháp ấy, thì các Bồ Tát này dù hiện tại không được Phật thọ ký, nhưng phải biết vị này cũng gần được Phật thọ ký, hoặc không bao lâu nữa sẽ được Phật thọ ký trong hiện tại. Này Thiện Dũng Mãnh, ví như có người tinh tấn thọ học 10 nghiệp đạo thiện, đã đạt đến cứu cánh, nên biết căn lành của người đó đã được thành thục, gần được sanh về Bắc Câu Lô Châu. Cũng vậy, Bồ Tát nào nắm giữ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này thì nên biết, vị ấy đã gần quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề như sở cầu, chắc chắn không nghi ngờ gì nữa. Này Thiện Dũng Mãnh, ví như có người thích làm việc bố thí, đối với của báu họ không hề tham tiếc, cũng thường lấy bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự để giáo hóa các hữu tình, giúp đỡ hữu tình giữ giới, tu hạnh nhẫn nhục và đánh đổ tâm kiêu mạn. Khi tu các hạnh đạt đến cứu cánh như vậy thì họ được nhiều của cải và sanh vào dòng tộc cao quý. Cũng vậy, Bồ Tát nào nắm giữ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này thì nên biết vị ấy đã gần đến địa vị bất thối chuyển.
Này thiện dũng mãnh, ví như có người thích tu đầy đủ bố thí, trì giới, an nhẫn, từ bi, thương xót, hữu tình, và khuyên họ trì tịnh giới để có thể tạo tác chiêu cảm nghiệp tăng thượng, thì nên biết người ấy mau đạt được địa vị chuyển luân vương. Cũng vậy, Bồ Tát nào nắm giữ bát nhã ba la mật đa sâu xa này thì nên biết vị ấy sẽ mau ngồi tòa bồ đề vi diệu. Này thiện dũng mãnh, ví như chuyển luân vương sắp lên ngôi cao, vào ngày 15 nửa tháng có trăng tắm rửa thọ trai, rồi lên đại điện ngồi tòa sư tử và mặt hướng về phương đông, từ trên không có đại luân báu xe báu đến, thì nên biết vị ấy đã nhận ngôi vị chuyển luân và không bao lâu vị ấy sẽ được đầy đủ bảy báu. Cũng vậy, Bồ Tát nào nắm giữ bát nhã ba la mật đa sâu xa này thì nên biết vị ấy sẽ mau đạt được trí nhất thiết trí. Này thiện dũng mãnh, ví như loài hữu tình thành tựu căn lành thù thắng, thích tu hành hạnh thanh bạch, tin hiểu sâu sắc, nhàm chán sự tai họa về thân người, đầy đủ giới thanh tịnh, thích phục dịch việc của chúng tăng, tâm vị ấy luôn luôn nghĩ đến sanh thiên và che chở bảo hộ mọi người trong bốn châu, thì nên biết những người đó không bao lâu sẽ làm tứ đại thiên vương bảo hệ bốn châu. Cũng vậy, Bồ Tát nào đem giáo pháp tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa bố thí cho các loài hữu tình mà tâm không hề tham tiếc, thì nên biết các vị ấy không bao lâu nữa sẽ đắc ngôi vị pháp vương và được tự tại với tất cả các pháp. Này thiện dũng mãnh, như loài hữu tình thành tựu căn lành thù thắng thanh tịnh, hơn sự thành tựu nói ở trước là về tiền bảo mà đã đạt được, trước tiên đem bố thí cho người khác, sau đó mình mới sử dụng. Làm việc gì cũng làm cho hữu tình trước, sau đó mới làm cho mình. Thường tự thủ hộ, không bị sự ô nhiễm của tham, mà làm phi pháp bất bình đẳng, tâm vị ấy luôn luôn nguyện làm thiên chủ. Đối với sự tu thiện, tâm vị ấy rất bền chắc, nên biết những người đó không bao lâu chắc chắn sẽ sanh lên cõi trời thứ 33 và làm trời đế thích. Cũng vậy, Bồ Tát nào dùng pháp yếu tương ưng với bát nhã ba la mật đa sâu xa bố thí cho các hữu tình mà tâm không hề tham tiếc, thì nên biết vị ấy không bao lâu nhất định sẽ làm vị pháp vương và được đại tự tại với tất cả các pháp. Này thiện dũng mãnh, ví như có người đắc bốn phạm trụ từ bi hỷ xả, nên biết vị này không bao lâu nữa sẽ sanh lên phạm thiên. Cũng vậy, Bồ Tát nào dùng pháp yếu tương ưng với bát nhã ba la mật đa sâu xa bố thí cho các hữu tình mà tâm không hề tham tiếc, thì nên biết vị ấy không bao lâu sẽ chuyển diệu pháp luân và bố thí cho các hữu tình được lợi ích an lạc. Này thiện dũng mãnh, ví như cơn mưa khi sắp rơi xuống mặt đất, thì ta thấy trên hư không mây kéo dày đặc, bầu trời tối sầm dần và tuôn xuống cơn mưa lớn, làm cho nước ao hồ sông đầm linh láng, đất cao thấp đều thấm nhuần, mây dày tuôn mưa ngọt xuống thấm mọi nơi, làm cho dược thảo, thực vật, cỏ cây, cành lá, hoa quả, rừng rậm đều sung xuê xanh tốt, nước trong đất, núi sông thoảng hương thơm phức, ở suối ao nơi nào cũng có hoa quả. Bấy giờ mặt đất rất khả ái, loài người chẳng phải người nhìn thấy đều thích thú, hái hoa quả để ngửi hương và nếm mùi vị. Cũng vậy, Bồ Tát nào nắm giữ bát nhã ba la mật đa sâu xa, tinh tấn siêng năng tu học, thì nên biết vị ấy không bao lâu sẽ được thấm nhuần trí nhất thiết trí, khéo thể nhập trí nhất thiết trí và mở bày được trí nhất thiết trí, do đó làm thấm nhuần tất cả loài hữu tình, khai thị rõ ràng pháp bảo vô thượng. Này thiện dũng mãnh, ví như nước trong cung của Long Vương vô nhiệt chảy ra bốn sông lớn và cùng một hướng chảy về đầy biển cả. Cũng vậy, Bồ Tát nào nắm giữ được bát nhã ba la mật đa sâu xa này mà ở trong đó siêng năng tinh tấn tu học, thì vị ấy có thể phát ra những dòng đại pháp và đem đại pháp ấy bố thí đầy đủ cho các hữu tình. Này thiện dũng mãnh, ví như bầy chim ở trên núi diệu cao, mặc dù hình dạng của mỗi loài khác nhau, nhưng chúng cùng một màu. Cũng vậy, nếu Bồ Tát nắm giữ được bát nhã ba la mật đa thâm sâu này mà tin thọ tu hành thì đồng đến một hướng, đó là cùng đi về hướng trí nhất thiết của Như Lai. Này thiện dũng mãnh, ví như biển lớn là nơi dung chứa nhiều dòng nước và thường làm chỗ quay về cho các nhánh sông. Cũng vậy, nếu Bồ Tát nắm giữ được bát nhã ba la mật đa thâm sâu này mà tinh tấn siêng năng tu học
thì vô cùng thông đạt và lợi ích. Phải biết không bao lâu vị này sẽ làm biển lớn, chứa tất cả pháp, mau thành tựu tất cả pháp khí, thường làm chỗ quay về cho các pháp, nên các pháp thế gian không thể nào bị quấy nhiễu được. Này thiện dũng mãnh, ví như mặt trời mọc lên thì làm tiêu tan các ánh sáng khác. Cũng vậy, Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này mà xuất hiện ở thế gian thì tất cả ngoại đạo đều ẩn mất. Này thiện dũng mãnh, nếu sở học Bát Nhã Ba La Mật Đa của các Bồ Tát mà xuất hiện ở thế gian thì sẽ làm pháp chiếu sáng cho các loài hữu tình. Này thiện dũng mãnh, nếu các Bồ Tát xuất hiện ở thế gian, làm cho căn lành của các hữu tình được chiếu sáng, làm ruộng phước chân tịnh cho các loài hữu tình, thì tất cả hữu tình đều nên cúng dường, tất cả hữu tình đều phải quay về và tất cả hữu tình đều phải khen ngợi vị ấy. Lại nữa, này thiện dũng mãnh, nếu các Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật Đa là sự học tối thắng trong các việc học. Cũng vậy, người học Bát Nhã Ba La Mật Đa là làm con đường niết bàn thanh tịnh cho khắp các hữu tình. Vì sao? Này thiện dũng mãnh, vì trong các việc học, học Bát Nhã Ba La Mật Đa là tối thắng đệ nhất, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng, là đẳng, là vô đẳng đẳng. Này thiện dũng mãnh, nếu các Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật Đa thì làm cho tất cả sự học đều đạt đến cứu cánh, có thể thọ trì tất cả những gì đã học, và đối với tất cả sự học đều có thể khai thị, cũng có thể bẻ gãy được tất cả sự học của các tà luận khác. Này thiện dũng mãnh, nếu các Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy thì có thể tu hành các hạnh Bồ Tát của chư Phật trong ba đời. Này thiện dũng mãnh, đối với sở học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này, chư Phật Thế Tôn đã đang sẽ an trụ rất hoàn hảo, và vì các hữu tình cũng đã đang và sẽ thuyết pháp học vô thượng thanh tịnh như vậy. Này thiện dũng mãnh, vì sở học của Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy sẽ vượt qua sở học tối thắng tối tôn của thế gian. Này thiện dũng mãnh, học Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là học tự nhiên, tất cả thế gian không ai sánh kịp. Này thiện dũng mãnh, nếu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thì trong các pháp hoàn toàn không có sở học, nghĩa là dù thế gian hay xuất thế gian, hữu vi hay vô vi, hữu lậu hay vô lậu, có tội hay không tội, đều không sanh sự chấp trước với tất cả pháp môn như vậy, cũng không chấp trước và trụ vào tất cả pháp, cũng muốn các hữu tình không điên đảo nên khai mở chỉ bày pháp vô thượng thanh tịnh mà mình đã học. Vì sao? Này thiện dũng mãnh, vì tất cả các pháp không có chấp trước, không có trói buộc, nên không có một chút pháp nào là chấp trước, là trói buộc, mà hiện tiền, do đây mà không có ý nghĩa được giải thoát. Này thiện dũng mãnh, sắc không chấp trước, không trói buộc, cũng không giải thoát. Thọ tưởng hành thức không chấp trước, không trói buộc, cũng không giải thoát. Nhãn không chấp trước, không trói buộc, cũng không giải thoát. Nhĩ tỷ thể thân ý không chấp trước, không trói buộc, cũng không giải thoát. Sắc không chấp trước, không trói buộc, cũng không giải thoát. Thanh hương vị xúc pháp không chấp trước, không trói buộc, cũng không giải thoát. Nhãn thức không chấp trước, không trói buộc, cũng không giải thoát. Nhĩ tỷ thể thân ý thức không chấp trước, không trói buộc, cũng không giải thoát. Danh sắc không chấp trước, không trói buộc, cũng không giải thoát. Điên đảo tà kiến triền cái ái hành không chấp trước, không trói buộc, cũng không giải thoát. Tham sân si không chấp trước, không trói buộc, cũng không giải thoát. Dục giới, sắc giới và vô sắc giới không chấp trước, không trói buộc, cũng không giải thoát. Hữu tình giới, pháp giới không chấp trước, không trói buộc, cũng không giải thoát. Ngã hữu tình, mạng sống, sự sanh, sự nuôi, trưởng thành, người ý sanh, tuổi trẻ, người làm, người nhận, người biết, người thấy và các tưởng kia không chấp trước, không trói buộc, cũng không giải thoát. Địa thủy hỏa phong không và thức giới không chấp trước, không trói buộc, cũng không giải thoát. Duyên khởi nhiễm tịnh không chấp trước, không trói buộc, cũng không giải thoát. Bố thí tham lam giữ giới phạm giới, an nhẫn sân giận tinh tấn giải đãi, tịnh lự tán loạn trí tuệ ác tuệ không chấp trước, không trói buộc, cũng không giải thoát. Khổ tập diệt đạo không chấp trước, không trói buộc, cũng không giải thoát. Niệm trụ chánh đoạn thần túc căn lực giác chi đạo chi không chấp trước, không trói buộc, cũng không giải thoát. Đoạn điên đảo không chấp trước, không trói buộc, cũng không giải thoát. Tịnh lự giải thoát đẳng trì đẳng trí không chấp trước, không trói buộc, cũng không giải thoát. Vô lượng thần thông không chấp trước, không trói buộc, cũng không giải thoát.
trí tận, trí vô sanh, trí vô tạo tác và trí vô trước, không chấp trước, không trói buộc cũng không giải thoát. Minh và giải thoát trí kiến, không chấp trước, không trói buộc cũng không giải thoát. Địa vị phàm phu, thanh văn, độc giác, Bồ Tát và Phật, không chấp trước, không trói buộc cũng không giải thoát. Pháp của phàm phu, thanh văn, độc giác, Bồ Tát và Phật, không chấp trước, không trói buộc cũng không giải thoát. Sanh tử và niết bàn, không chấp trước, không trói buộc cũng không giải thoát. Trí lực vô sở úy của Phật, không chấp trước, không trói buộc cũng không giải thoát. Trí kiến của quá khứ vị lai hiện tại, không chấp trước, không trói buộc cũng không giải thoát. Vì sao? Này thiện dũng mãnh, vì tất cả các pháp mà có chấp trước thì không thể đắc, trói buộc cũng không thể đắc. Nếu chấp trước và trói buộc đã không thì từ sự giải thoát kia cũng không thể đắc. Này thiện dũng mãnh, nói chấp trước và trói buộc nghĩa là chấp trước và trói buộc vào pháp tánh, nhưng pháp tánh đã không có nên không thể nói có chấp trước, có trói buộc. Nói giải thoát nghĩa là giải thoát khỏi sự chấp trước và trói buộc, chấp trước và trói buộc đã không nên giải thoát cũng không có. Này thiện dũng mãnh, không giải thoát nghĩa là đối với các pháp hoàn toàn không thể đắc tánh giải thoát. Nếu có thể thấy các pháp như vậy thì gọi là vô trước trí kiến. Này thiện dũng mãnh, nói không chấp trước, nghĩa là ở trong đây chấp trước không thể đắc, vì chấp trước tánh không trước, chấp trước tánh không thực, nên gọi là không chấp trước. Vì trong đây người chấp trước, pháp bị chấp trước, do cái này, vì cái này, nhân cái này, thuộc cái này đều không thể đắc, nên gọi là không chấp trước. Này thiện dũng mãnh, nói không trói buộc, nghĩa là trong đây trói buộc không thể đắc, trói buộc tánh không trói buộc, trói buộc tánh không thật nên gọi là không trói buộc. Vì trong đây người trói buộc, pháp bị trói buộc, do cái này, vì cái này, nhân cái này, thuộc cái này đều không thể đắc nên gọi là không trói buộc. Này thiện dũng mãnh, nếu không chấp trước, không trói buộc vào các pháp, vậy tại sao nói rằng đối với pháp có giải thoát? Này thiện dũng mãnh, không chấp trước, không trói buộc cũng không giải thoát, lìa trói buộc được mát mẻ gọi là chân giải thoát. Này thiện dũng mãnh, nếu không chấp trước các pháp thì không bị trói buộc, nhưng không trói buộc các pháp mà chấp trước thì không giải thoát. Xa lìa ba việc, không chấp trước, không trói buộc, không giải thoát, và lìa trói buộc được mát mẻ mới gọi là chân giải thoát. Này thiện dũng mãnh, như vậy Bồ Tát nào ngộ nhập được các pháp mà không chấp trước, không trói buộc, cũng không giải thoát, thì vị ấy sẽ đắc chân trí kiến mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện dũng mãnh, nếu Bồ Tát hành được như vậy là gần quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề và mong chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện dũng mãnh, ta lấy pháp ấn vi diệu của Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này ấn chứng cho các chúng đại Bồ Tát, giúp họ đoạn trừ lưới nghi rồi tinh tấn tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu mà mau đến cứu cánh. Này thiện dũng mãnh, này ta sẽ giữ pháp ấn này tồn tại lâu dài ở thế gian để đem lợi ích an lạc cho các hữu tình. Vì sao? Vì chúng thanh văn của ta không có sức thần thông thủ thắng để giữ gìn pháp ấn vi diệu của Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này cho đến thời gian khi ta diệt độ khoảng sau 500 năm để làm lợi ích cho các hữu tình. Bấy giờ Đức Thế Tôn dạy 500 Bồ Tát đứng đầu như Bồ Tát Hiền Thủ, Bồ Tát Đạo Sư vân vân và Đại Bồ Tát Thiện Dũng Mãnh. Này thiện nam tử, các ông nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, mà từ vô lượng vô số trăm ngàn triệu ức kiếp chính Như Lai đã từng tu tập như vậy để làm đầu. Vì pháp tạng vô thượng của chư Như Lai lưu xuất từ Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, kiến lập cũng từ Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, cho nên các ông nên giữ gìn pháp tạng ấy. Vậy khi ta nhập Niết Bàn khoảng sau 500 năm, chánh pháp vô thượng ấy khi sắp hoại diệt, thì vào thời gian chuyển tiếp, các ông hãy vì các hữu tình mà giảng nói khai thị rộng rãi để họ nghe đạt lợi ích lớn. Khi nghe Phật dạy như vậy thì các Bồ Tát đều đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật và chắp tay cung kính thưa Phật: Bạch Thế Tôn, chúng con sẽ học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu mà Như Lai đã từng tu học từ vô lượng vô số trăm ngàn triệu ức kiếp như vậy để làm đầu. Vì pháp tạng vô thượng lưu xuất từ Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu và được kiến lập cũng từ Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, vậy chúng con sẽ giữ gìn pháp tạng này cho đến thời gian khi Thế Tôn nhập Niết Bàn khoảng sau 500 năm, lúc chánh pháp vô thượng sắp ngoại diệt, cho đến thời gian chuyển tiếp thì chúng con sẽ giảng nói
nói và khai thị rộng rãi cho các loài hữu tình, để họ nghe rồi sẽ đạt được lợi ích lớn. Bạch Thế Tôn, vào thời gian đó có rất nhiều sự sợ hãi, rất nhiều hiểm nạn, rất nhiều sự bạo ác, và thời gian ấy các hữu tình phần nhiều tạo nghiệp đưa đến quả báo thiếu pháp, lòng họ tham dục, bị tham bất bình đẳng và bị tham phi pháp làm nhiễm ô, bòn sẻn ganh ghét trói buộc tâm của họ, họ nhiều sân hận, thích nói lời hung ác, dua nịnh dối trá, thích làm phi pháp, nhiều khinh khi, đấu tranh kiện tụng, chống đối nhau, sống không có oai nghi giới luật, bị tham đắm che mờ, giải đãi càng tăng thượng, tinh tấn thì yếu kém, họ quên mất chánh niệm, thường không biết đúng, miệng mồm khoác lác, cống cao ngã mạn, thích làm nghiệp ác che giấu trong lòng, tham sân si càng ngày càng tăng, còn căn lành thì mỏng ít, bị màng vô minh che lấp, nên những việc của họ làm ra đều thuận với bè đảng của ma, thường làm oán tặc hại đến pháp luật thâm sâu, là giặc lớn của